Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP gồm 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam tham gia. Ngay khi hiệp định có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019, các nước đã cam kết xóa bỏ khoảng 78 cho đến 95% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Việt Nam và cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97 đến 100% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước. Đây cũng là cơ hội, thách thức cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nói chung và hàng nông sản nói riêng. Sản phẩm nông sản thủy sản của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 tỷ đô la Mỹ cho năm 2018. 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1% với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam đã có một số ngành nông nghiệp phát triển thuộc hàng đầu thế giới như cà phê, gạo, thủy sản, đồ gỗ. Các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ mang đến cơ hội tăng trưởng xuất khẩu, góp phần xây dựng nhiều ngành mũi nhọn hơn, cũng như nâng cao giá trị gia tăng của các ngành sản xuất nông nghiệp. Các cái nước của CPTPP có lợi thế hơn chúng ta về khoa công nghệ, về tiềm lực kinh tế, về sự đầu tư và cụ thể hơn là về giá thành sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi coi đây là một cái áp lực tích cực cần thiết. Việt Nam chúng ta đã thành công trong nông nghiệp ở giai đoạn 1, không lý gì giai đoạn 2 chúng ta không thành công để tham gia sâu hơn chuỗi nông sản toàn cầu, và tôi tin tưởng điều đó. Có lẽ đây là cái ý nghĩa thiết thực nhất đối với Việt Nam. Việt Nam đang trong một cái giai đoạn mà rất cần có những cái đột phá về cải cách, đặc biệt là cải cách thể chế. Thì đây là cái mục đích, cái đòi hỏi tự thân của Việt Nam. Thì tuy nhiên đây là một cái hiệp định chất lượng cao, và cùng với cái hiệp định Việt Nam thương mại tự do Việt Nam EU thì có thể nói như là những cái chất xúc tác mạnh, tạo thêm cái áp lực để mà thúc đẩy cái cải cách thể chế. Và đây tôi nghĩ đấy là ý nghĩa lớn nhất của hiệp định này đối với Việt Nam. CPTPP, những cái thị trường mới này sẽ một cái cơ hội rất lớn đối với những nhà sản xuất, đối với nông dân Việt Nam, đối với những nhà đầu tư về lĩnh vực về nông nghiệp và chế biến nông nghiệp. Bây giờ Việt Nam cần thiết một số kỳ thương hiệu mạnh để đại gia, nó không phải là chỉ giới thiệu tại một vài nơi mà cả cái toàn cầu. Ví dụ như là cái sản phẩm của Don hoặc là Sunkist chẳng hạn, một số thương hiệu nông nghiệp hoa quả, đó là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng mà trên thế giới, và thậm chí Việt Nam cũng có cái sản phẩm của họ. Thì nếu mà Việt Nam có làm ra nhiều thương hiệu tốt đẹp thì bây giờ bất cứ nước nào người ta yên tâm, mặc dù là sản phẩm của Việt Nam hay là tôi là miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì người ta không biết, nhưng mà nếu mà làm ra một cái thương hiệu made in Việt Nam hoặc là product in Việt Nam chẳng hạn, thì như vậy là những sản phẩm đó lại người ta tin tưởng và yên tâm để mua hàng. Một cái điều đó là một cái hết sức quan trọng. Tham gia CPTPP, ngoài những thuận lợi về cắt giảm thuế quan thì Việt Nam cũng phải cam kết tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, tiếp tục công khai và minh bạch quản lý nhà nước về phát triển thị trường. CPTPP cũng sẽ giúp Việt Nam thu hút được nguồn vốn đầu tư, cả FDI và tư nhân trong nước, cho nông nghiệp. Ngược lại, khi hàng rào thuế quan được xóa bỏ, thì hàng rào kỹ thuật sẽ nghiêm ngặt và khắt khe hơn. Chính vì vậy, CPTPP cũng đặt ra không ít thách thức đối với sản xuất tiêu thụ, phân phối nông sản Việt Nam. Đối với những nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, thì một trong những cái vấn đề khó khăn nhất là hợp đồng với những nhà sản xuất. Vì chúng tôi phải thì thu mua từ các nhà nông dân thì nhiều khi nó chủng loại nó không thể nào mà giống nhau 100% hoặc là kích cỡ, và những cái đó thì chính vì thế thì chúng tôi phải cần tiếp xúc với những nhà chuyên làm về lĩnh vực thu mua những cái sản phẩm ấy, cái hàng loạt lớn. Còn thì chi phí vận chuyển trong nội địa cũng như là xuất khẩu cũng không rẻ như một số nước ngoài. Các nước tiên tiến thì rất là phát triển về ngành vận tải, chính vì thế thì chúng tôi chi phí cũng không cao bằng Việt Nam. Và thứ hai là những cái thiết bị bảo quản như là khô lạnh, khô đông lạnh chẳng hạn, những cái đó chưa đủ, chính vì thế thì duy trì một cái sản phẩm trước khi xuất khẩu ra cũng chưa được đảm bảo. Đối với CPTPP nói riêng và với các EFTA nói chung đó, cơ hội rất thuận lợi cho nông sản Việt Nam chúng ta cũng đã thấy, đồng thời
chúng ta cũng thấy những cái khó khăn thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Cái giải pháp mà chúng tôi gọi là giải pháp chiến lược đấy, họp với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp và hợp tác xã, nhiều hợp tác xã lớn về sản xuất nông nghiệp, để mà tổ chức cái phối hợp hành động vì nông dân, và phải làm cho nông dân sản xuất và tiêu thụ có lợi nhất, sửa đưa thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác thị trường trong nước cũng như là thị trường ở ngoài nước, đặc biệt là các đối tác EFTA mà chúng ta đã ký. Nhằm tăng tính cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên sân chơi CPTPP, nhiều chuyên gia cho rằng có 3 vấn đề cần thay đổi. Thứ nhất là thay đổi về công nghệ chế biến, bảo quản nông sản để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt mà CPTPP đề ra. Thứ hai, chú trọng liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp để thúc đẩy chuyên môn hóa, hợp tác hóa, tạo thành chuỗi dây chuyền sản xuất và xuất khẩu, tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thứ ba, thay đổi cơ chế chính sách nhà nước theo hướng ổn định, hiệu quả và minh bạch. Đặc biệt vấn đề cấp thiết hiện nay là cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng từ cơ cấu chính phủ cho đến doanh nghiệp, cập nhật những tri thức và tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất để vực dậy nền tảng quốc gia có truyền thống nông nghiệp như Việt Nam. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi liên kết 6 nhà gồm nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà phân phối, ngân hàng để tạo ra những sản phẩm cạnh tranh trên thị trường quốc tế, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố kỷ luật, giám sát sản xuất đồng bộ, đúng quy trình, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng Việt Nam. Tại hội thảo CPTPP Cơ hội và Thách thức cho Nông sản Việt vừa được tổ chức, để tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương, các hiệp hội doanh nghiệp đã tập trung cao và thảo luận, đối thoại, trao đổi một số vấn đề cơ bản như nhận diện về tình trạng sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện nay của Việt Nam, bao gồm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu thô và chế biến, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, có quy mô và tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của thị trường xuất khẩu, giải pháp xây dựng, vận hành các chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, những nhiệm vụ trọng tâm mà Việt Nam cần quyết liệt triển khai, v.v. Những kiến nghị đóng góp của các đại biểu tại hội nghị này sẽ được Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công Thương tập hợp, lựa chọn để làm cơ sở kiến nghị với Đảng, Chính phủ, nhằm mục tiêu đưa thương mại nông sản Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, nắm bắt được cơ hội thuận lợi của CPTPP. Bộ Công Thương đại diện cho Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện các cái chương trình cam kết hội nhập của chúng ta, trong đó có CPTPP, làm rõ hơn nữa những yêu cầu, những đòi hỏi đặt ra cho các công việc sắp tới mà chúng ta cần triển khai, cùng đồng tâm, cùng hiệp sức để tiếp tục làm rõ cũng như là tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới những công tác để phát triển một cách bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập, nhất là những vấn đề cụ thể như phát triển thương hiệu, rồi nâng cao chất lượng sản phẩm và những vấn đề gắn với năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong cái tiến trình về đổi mới nền kinh tế và nền nông nghiệp của đất nước, chắc chắn sẽ mang lại những thành công và hiệu quả to lớn hơn cho hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. CPTPP mở ra một sân chơi mới với quy mô thị trường chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân. Để tận dụng tốt các cơ hội do thị trường này mang lại, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin về Hiệp định CPTPP để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm. Đặc biệt là thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. Đây là những điều kiện sống còn để ngành nông nghiệp hội nhập hiệu quả và thành công.